Đời con là những nốt nhạc thiên, Chúa thêu dệt nên thành khúc ca tuyệt vời. Đời con là khúc hát tri ân, xin dâng một đời lời tạ ơn Thiên Chúa. Tạ ơn vì Chúa đã rộng ban, phúc ân tràn lan, tình mến thương vô vàn. Tạ ơn vì những nỗi oan khiên, Chúa đã tôi luyện một niềm tin trung kiên. Xin tạ ơn, con xin tạ ơn Chúa, mãi muôn đời con xin tạ ơn Chúa. Dù trần gian bao khó nguy ngập tràn, tình Ngài thương con bước đi bình an. Xin ngợi ca bao la tình thương Chúa, mãi muôn đời ca vang tình thương Chúa. Chọn niềm tin con phó trong tay Ngài, vì đời con tất cả là hồng ân. Đời con là những tháng ngày trôi, Chúa an bài cho thật biết bao lạ lùng. Đời con là tiếng hát không ngơi, ca khen muôn đời lời tạ ơn Thiên Chúa. Tạ ơn vì những lúc bình an, Chúa thương tặng ban cuộc sống vui tràn hòa. Tạ ơn vì những lúc nguy nan, Chúa đã thương ban niềm cậy trong miên man. Xin tạ ơn, con xin tạ ơn Chúa, mãi muôn đời con xin tạ ơn Chúa. Dù trần gian bao khó nguy ngập tràn, tình Ngài thương con bước đi bình an. Xin ngợi ca bao la tình thương. Trong khi tổng đại diện, quý thưa quý cha, quý tu sĩ, nam nữ và quý khách, 60 năm là vòng một vòng thời gian viên mãn, trải dài cả một đời người. Là hồng ơn lớn lao và Thiên Chúa đã ban cho giáo xứ Tân Hà thân yêu của chúng con. Chúng con rất hân hoan vui mừng được đón tiếp cha tổng đại diện, quý cha, quý tu sĩ, nam nữ và quý khách về đây dâng lễ cầu nguyện cho giáo xứ chúng con. Đây là một niềm vui lớn lao cho cả cộng đoàn giáo xứ. Chúng con xin chân thành cảm ơn cha tổng đại diện, quý cha, quý tu sĩ, nam nữ, quý khách. Và để đánh dấu ngày vui hôm nay, giáo xứ tổ chức một bữa tiệc mừng thể hiện sự chia sẻ hiệp nhất và đoàn kết trong giáo xứ. Chúng con xin kính mời cha tổng đại diện, quý cha, quý tu sĩ, nam nữ và quý khách cùng chung vui với giáo xứ chúng con. Chúng con xin chân thành cảm ơn. Và ngày hôm nay Ngài sẽ hiện diện đầy tình yêu ái của cha tổng đại diện, quý cha, quý tu sĩ, nam nữ và có sự hiện diện của Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Mặt trận Tổ quốc cùng các ban ngành đoàn thể trong phường Đồng Tiến. Chúng tôi xin chân kính mời của vị đại diện có thể chia sẻ và có món quà tặng cho giáo xứ trong ngày kỷ niệm 60 năm hôm nay. Chúc mừng và đón nhận những món quà đầy ý nghĩa của Đảng ủy các cấp, chính quyền và Đồng Tiến. Ngoài một lãng hoa tươi thắm, còn có một món quà mà Đảng ủy cũng như các cấp chính quyền phường Đồng Tiến dành tặng cho giáo xứ Vân Khê Tân Hà trong ngày kỷ niệm 60 năm. Cánh hôm nay xin được chào tay nữa để tiếp nhận những món quà từ các cấp chính quyền phường Đồng Tiến dành tặng cho giáo xứ trong ngày hôm nay, ngày giáo xứ kỷ niệm 60 năm thành lập. Xin chân thành cảm ơn Đảng ủy, Ủy ban nhân dân, Hội đồng nhân dân, Mặt trận Tổ quốc và tất cả các ban ngành đoàn thể cũng đến đây để chia sẻ niềm
vui và tặng quà tặng hoa cho giáo sư chúng tôi trong nhân dịp giáo sư chúng tôi nhân dịp trong đời này. Và kính thưa cho tổng đại diện quý cha, quý nam nữ tu sĩ, quý khách và toàn thể anh chị em giáo dân, ngày 12 tháng 10 năm 1954, cha Patrice Gagnier đã dẫn 12 gia đình từ giáo xứ Thái Hà, Hà Nội vào đây, và ngày 12 tháng 10 đã đặt chân lên mảnh đất thân yêu này, để rồi từ đó hình thành nên giáo xứ Tân Hà. Từ 12 gia đình, ngày hôm nay giáo xứ đã có 1.600 gia đình với 7.000 giáo dân. Và từ cha thành lập giáo xứ, cha Patrice Gagnier, ngày nay giáo xứ đã có tới 8 đời cha quản xứ, 16 đời cha phó xứ, một con số chủ trăm kỷ lục ở trong giáo phận Đà Lạt này. Và với sự hiện diện của các dòng tu Mến Thánh Giá, Tần Hiến, con Đức Mẹ Phù Hộ Salesian, rồi có sự hiện diện của Cộng đoàn Don Bosco và dòng chú Quốc Thế đã cùng cộng tác để xây dựng nên giáo xứ Tân Hà ngày nay. Cùng đồng hành với chúng tôi luôn luôn có sự hiện diện đồng hành của chính quyền các cấp của phường Đồng Tiến, đã rất là thân yêu ưu ái với chúng tôi trong mọi sinh hoạt, để giúp chúng tôi có cái sự phát triển hài hòa như ngày hôm nay. Để được như vậy, chúng tôi xin chân thành cảm ơn cho tổng đại diện quý cha và đặc biệt một số các cha có mặt nơi đây, như cha Giuse Vũ Đình Tân, một vị chủ trăm đã hiện diện ở đây 1/3 thời gian của giáo xứ này. Ngài đã hiện diện làm chủ trăm, làm quýnh quản xứ 20 năm trời, và tiếp theo đó là cha tổng đại diện với 12 năm trời. Những sự đóng góp đó đã giúp hình thành giáo xứ nên một giáo xứ đạo đức, thánh thiện và tốt đẹp như ngày hôm nay. Và cùng với sự phát triển đó, ngày hôm nay giáo xứ đã có 15 linh mục, và hôm nay có người anh cả cao niên nhất là cha Thomas Phạm Huy Lãm, giáo xứ Quốc Tế, cũng đã về đây để tham dự đại diện cho 15 linh mục xuất thân từ giáo xứ. Và cũng có sự hiện diện của rất nhiều các nam nữ tu sĩ, khoảng gần 60 nam nữ tu sĩ, và hôm nay đang ở trong năm không có về hiện được, nhưng mà cũng có đại diện về đây. Chân thành cảm ơn và cảm ơn tất cả các tu sĩ, các cơ sơ đã từng phục vụ ở đây, hôm nay không thể về hết được, nhưng mà cũng diện về để chia sẻ niềm vui này. Xin chân thành cảm ơn. Và để chia sẻ niềm vui đó, giờ đây giáo xứ xin kính mời tất cả quý vị cùng chia sẻ với chúng tôi trong bữa tiệc này. Và với tinh thần là chủ nhà, xin làm phép bữa tiệc này để khai mạc. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, lạy Chúa, xin ban phép lành cho chúng con và cho những quà mà chúng con sắp lãnh nhận do lòng nhân từ Chúa ban, nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Thay mặt cho 1.600 gia đình cũng như 7.000 giáo dân Tân Hà, một lần nữa xin cảm ơn sự hiện diện của quý cha và quý khách. Và giáo xứ Tân Hà xin kính mời tất cả quý vị một bữa ăn ngon miệng. Chúng ta là xin được cảm ơn cho quản sứ đã cho chúng tôi những thông tin rất hết sức hữu ích, và cho chúng ta xin chúc may mắn của anh để chi tiết khai mạc bữa tiệc ngày hôm nay. Và chúng tôi xin cảm ơn cha. Giờ đây các em thiếu nhi thánh thể chính là thế hệ nối tiếp sau này của giáo xứ và giáo hội, với tinh thần năng động, hăng say phục vụ, nhịp điệu chung sống sẽ khởi động cho chương trình ngày hôm nay. Xin hãy chào hôm nay.
Thank you.
sứ điệp mẹ đã loan truyền ngài Lầu Đức và Fatima cùng với các đoàn giáo họ mẹ lên trời, kính mời quý cha công đoàn cùng hướng về mầu nhiệm mân côi thứ hai của vui với hoàn cảnh Đức mẹ tham viên. Thank you.
người đàn bà hai ngàn năm trước ông lãnh đạo tôi sắp tân biệt ngôi trên người đàn bà nơi thành phố đó sống những hạnh phúc vì đâu vì đâu vì đâu nên tôi tin lắm dùng đi vì yêu tôi yêu tôi tình yêu đoàn như cô thay về trận tu vô thế sẽ hiện lương anh bắt đầu nhìn người đàn bà đang chờ tôi trên đống đá ngồi đang chờ ai chờ tay người đang chân một người không còn người ơi vì đâu đó
muốn cầu nguyện.